Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ đánh giá chiếc xe Gian FCR 3300, một những dòng touring được bán chạy nhất tại cửa hàng em. Một chiếc touring có phanh dầu, được trang bị phanh dầu thủy lực. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và tổng thể chiếc nước sơn của xe thì khá là mới. Có thể thấy sơn một lớp sơn bóng màu xám ghi, một vài vết sức nhỏ không đáng kể đâu nhé. Và xe đã qua sử dụng, em đánh giá chiếc xe là 85-90%. Các bác thấy quay cận cảnh sơn của xe, xe mới về những vết bụi này em chưa lau hết. Khi gửi xe các bác thì em sẽ lau rửa cẩn thận. Và khung xe được làm bằng nhôm alu X, một công nghệ độc quyền của Gian rồi, cho bộ khung siêu nhẹ và siêu bền, rất là bền. Khung xe xay ép của các bác từ 1m6 đến 1m7. Cọc yên và yên đều nguyên bản của Gian, yên thì còn rất mới các bác nhé. FCR 3300 ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Vâng, và xe sử dụng bộ tay lắc của Shimano Acera, bên này bấm líp 9 tầng, 3 tầng đĩa của Shimano Acera đồng bộ đây. Tay nắm của Gian cầm rất là êm các bác nhé. Hầu như tổng thể xe thì còn rất là đẹp, một vài vết xước nhỏ như này thôi các bác, cũng không đáng kể. Bộ lốp và vành nguyên bản của Gian. Thường những xe đã qua sử dụng thì họ sẽ thay bộ lốp vì đi quá nhiều ấy. Nhưng mà xe này thì vẫn giữ nguyên được bộ lốp này. Mà em sẽ quay hình thức lốp các bác xem. Lốp thì đây còn rất là mới, chủ trước rất là ít đi, khá là giữ xe. Vành của Gian may ơi, nguyên bản của Gian luôn đây. Em quay thông số lốp các bác, 700 x 32C, một dòng touring đường phố, đi ở đường phố các phù hợp các bác để đi chơi thanh cảnh, dạo phố kết hợp với cả đi thể thao. Đây là bộ vành cái lốp sau đây, cũng đều của Gian hết, hình thức lốp. Vâng, dòng touring này khá là cao cấp vì lên được trang bị bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, một chiếc xe full Shimano. Cổ đè Shimano Acera, gạt đĩa Shimano Acera và đùi đĩa của Shimano, đùi đĩa 3 tầng, khá là cao cấp đây. Bộ lip xích của Shimano hết. Đây, em có thể quay các bác nhìn rõ hơn.
Vâng, và chiếc xe trang bị cấu hình 2, 4, 6, 8, 9 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Đây là đĩa 3 đĩa. Đây những không phải xước mà là những vết bẩn các bác nhé, vết bụi thôi, có thể lau đi được. Chuyển động khá là tốt. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động của chiếc xe. Vâng. Vâng, bây giờ lên lít. Chuyển động rất là tốt. Xe được trang bị bộ lít của Shimano 9 tầng. Chuyển động rất là tốt và trơn tru. Giờ xuống lít. Tốt, bây giờ sang đĩa. Xuống đĩa. Xe sử dụng bộ gạt đĩa của Shimano Acera. Giờ lên đĩa đây. Vâng, chuyển động khá tốt các bạn. Vâng, và bây giờ em sẽ lướt lại một chút về hình thức xe và chi tiết xe. Gian FCR 3300. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 7,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem về những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.